Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà em Ngọc Tư để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số phôi mai nha quý vị. Để đẹp đẹp không đây quý vị ơi. À, đẹp đẹp không ha. Đây, chào Ngọc Tư. Rồi em chào anh Tuấn. À, em xin chào cô chú anh chị mọi miền đất nước. Hôm nay cũng có dịp một cái lô mai, mai này là mai dảo lá gai. Thì địa chỉ của em là ở ấp là Long Hòa, xã Hòa Định, tỉnh Tiền Giang mình nha. Rồi số điện thoại của em là 0343-266-306, cũng là số Zalo của em luôn. Rồi em mong cô chú anh chị xem hết clip và ủng hộ giùm em. Hình thức của em vẫn là bao sống, bao ship toàn quốc cho mình luôn. Rồi. Rồi em vào mã số 1 luôn. Rồi mã số 1 nha quý vị. Rồi mình cho chiều cao nó trước nha quý vị. Rồi chiều cao. Xa quá chậm tới không? Tới anh. Rồi chiều cao là 55. Rồi 55. Rồi hoành luôn. Rồi hoành đó đây là 18. Rồi xe xe luôn. Cái này là đế điều tứ diện. Xe đều luôn ha. Dáng này góc hơi lắc. Rồi giá luôn như đêm. Rồi cây mã số 1 là 550.000. Rồi xuống cây. Rồi tiếp tục mã số 2 luôn. Rồi chiều rồi, cao số 2. Rồi chiều cao là 44. Rồi hoành. Rồi hoành là 16. 16. Có củ để vàng tươi. Đó, thông gió. Rồi mã số 2 400.000. 400. Rồi xuống cây. Mã số 3. Rồi chiều cao nó luôn. Chiều cao là 50. 50. Rồi hoành. Rồi hoành em đo đây là 18. 18 rồi. Xây xây luôn. Rồi để luôn. Đế cũng đẹp luôn ha cả nhà. Rồi mã số 3 là 500.000. 500. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 4. Rồi, chiều cao. Chiều cao là 68. 68. Rồi, hoành đây là 18 rưỡi. Rồi, xe xe luôn. Cái này tay cành cũng khá đều nha cả nhà. Rồi, xuống đế nha quý vị. Rồi, mã số 4 500.000. Rồi, 500 rồi quý vị. Rồi xuống cây. Rồi mã số 5. Số 5 chiều cao. Chiều cao là 70. 70. Rồi hoành. Rồi hoành là 16. Rồi xây xây luôn. Rồi mã số 5 là 500.000. Rồi để có hai con rễ chồm ở trước luôn ha. Rồi xuống cây. Rồi mã số 6. 6. Chiều cao là 50. Rồi. Rồi, em đo hoành đây là 16. Rồi, 16 hoành. Rồi, để luôn nha quý vị. Mã số 6 400.000 nha cả nhà. 400. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 7. Số 7. Rồi, chiều cao luôn. Chiều cao là 68. Rồi, 68. Rồi, hoành đây là 15 rưỡi. Rồi, xây xây luôn. Rồi, mã số 7 450.000. Xuống đế cái quý vị. Rồi, xuống cây. Số 8 luôn. Rồi, một cây mã số 8 luôn. Chiều cao là 62. Rồi, 62. Hoành. Hoành là 16. Rồi, xây xây luôn. Để luôn. Rồi mã số 8 450.000. 450.000. Rồi xuống cây. Rồi cây mã số 9. Số 9. Chiều cao là 30. Rồi 30. Hoành. Hoành là 17. Rồi xe xe luôn. Rồi giao luôn như thế. Rồi mã số 9 500.000. 500. Rồi xuống cây. Rồi cây mã số 10. Số 10. Chiều cao là 43. Rồi vô hoành luôn. Cái này nó có cái góc hơi quái. Rồi hoành là 15. Rồi quý vị nghĩ cái cụm này ha. Hơi quái quá cho này nó ra một thân nha. Nhìn tự nhóc luôn. Rồi vô luôn như đây em.
Rồi cây mã số 10 500 ngàn. 500. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 11 2 cây luôn. Rồi, mã số 11 2 cây, chiều cao. Chiều cao là 30. Rồi, hoành em nói luôn. Này, nó dướng cái rễ vô đây. Rồi, cây này hoành 15. 15, em bên đây. Này hoành 16. Rồi, em 15, em 16. Rồi, mã số 11 2 cây. 2 cây 800 ngàn. Rồi, 2 cây 800. Hai cây này dáng giống nhau luôn. Rồi, xuống cây. Số tiếp theo. Rồi, mã số 12. 12, cũng 2 cây luôn. Chiều cao là 29. Rồi, vô hoành luôn. Đây 15 rưỡi. Đây là 15. Rồi, xoay xoay luôn. Đó, đẹp đẹp ha. Rồi, giao luôn như đây em. Rồi, hai cây này là 850. 850. Rồi, xuống cây. Thế lực cộng to luôn. Rồi, chuẩn bị lên 13 luôn. Rồi, mã số 13. Cũng 2 cây luôn. Rồi, cao là 39. Rồi, hoành luôn. Này chắc thấp. Nói thấp hơn xíu. Rồi, này ba cũng 36. Rồi. Rồi, hoành là 15 rưỡi. 15 rưỡi. Em bên đây. Bên đây là 13 rưỡi. 13 rưỡi. Rồi, xoay xoay luôn. Diễn như đế ha. Đế cộng lực to cũng đẹp. Đẹp đẹp luôn. Rồi, mã số 13, 2 cây 800 ngàn. Rồi, 800. Rồi, xuống cây. Mã số 14 luôn. Rồi, mã số 14, 2 cây luôn. Rồi, chiều cao. Cây cao là 60. Rồi, cây thấp. Cây thấp là 44. Rồi. Rồi, cây này hoành 16 rưỡi. Cây này hoành 16. Rồi, xoay xoay luôn. Rồi, mã số 14, 2 cây 700. 2 cây 700. Rồi, xuống cây. Số rồi, mã số 15. 15, 2 cây luôn. Chiều cao là 33. Rồi, em này cũng 33 luôn. Chạng luôn. Rồi, hoành là 17. Rồi, em bên đây. Đây 10 15. Rồi, em 17, em 15. Rồi, mã số 15, 2 cây 750. 2 cây 750, cộng đế to to ha. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 16. 16, 2 cây luôn. Chiều cao là 33. Rồi. Đây hoành là 14. Đây hoành 12. Rồi, xoay xoay luôn. Mã số 16, 2 cây, 550. 2 cây, 550. Rồi, xuống cây. Cũng đẹp đẹp không ha. Rồi, 17 luôn. Rồi, mã số 17, 2 cây. Chiều cao là 40. Rồi, hoành luôn. Hoành đây là 12. Em bên đây bự hơn nè. Bên đây là 14. Rồi, em 12, em 14. Rồi, đấy quý vị. Rồi, mã số 17, 2 cây 500. 2 cây 500. Rồi, xuống cây. 18 luôn. Rồi, mã số 18. 2 cây luôn. Chiều cao là 24. Bên cái này 13. Rồi, em bên đây. Đây hoành 13 luôn. 13 luôn. Hai em 13 hoành hết ha. Rồi, mã số 18. 2 cây 450. Rồi, 2 cây 450. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 19. 2 cây rồi, luôn. 19. Chiều cao là 54. Rồi, hoành luôn. Hoành đây là 15. Đây hoành là 11. Rồi, em 15, em 11. Rồi, đế quý vị. Rồi, mã số 19, 2 cây 450. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 20. Rồi, 20. Rồi, chiều cao là 40. Hoành đây 12.
Rồi em bên đây. Bên đây 13. Rồi, 12, 13. Rồi, diện em nghe đấy ha. Rồi, mã số 20 là 500 ngàn. Rồi, 500. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 21. Chiều cao là 23. Quành đây là 12. Rồi. Rồi, quành đây 12 rưỡi. Rồi, xây xây luôn. Rồi, mã số 21, 2 cây, 450. Rồi, 450. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 22. Rồi, 22. Bay là 30. Rồi. Cái này quành 12. Cái này quành 11. Rồi, xây xây luôn. Rồi, mã số 22, 2 cây, 350. Rồi, xuống cây. Rồi, em có 3 lô nữa. 3 lô. Đây là lô mã số 23 luôn nha cả nhà. Rồi. 3 hoành, hoành 8 tới 12. Rồi, đây có gì, em nghĩ kỹ nha. Cái con quái quái không nha. Hoành 8 tới 12 là, em. Dạ, 8 tới 12. Cái đó nói chung là cây nào, cái em lựa cái này đẹp không á. Có củ quái quái ha. Rồi à, lô này thì nó là 2 nhiêu cây đây? 11 cây. Mã số 23 lô 11 cây nha cả nhà. 11 cây giá thì à, nhiêu em? Cũng như là 10 cây em tặng cây đó. Là giá là 2 triệu rưỡi nha, bao rồi, ship. 2 triệu rưỡi bao ship toàn quốc. Để đẹp ha. Rồi. Là mã số 23 nha. Ha. Là mã số 24 là em có lô này 12 cây. 12 cây. Hoành dao động chừng nhiêu như em? 14 cây nè. Hoành á thì từ 9 tới 13 nha anh. Rồi, 9 tới 13. Rồi có gì mình ngắm nghĩ kỹ nha. Mười bốn cây. Lô này là 14 cây, hoành từ 9 tới 13. Thì giá là 2 triệu bao sống bao ship cho mình luôn. 2 triệu bao sống bao ship toàn quốc. 2 triệu 14 cây. 14 cây mà có 2 triệu thôi gì mà bao ship luôn. Cái yêu thương luôn ha. Này dùng mấy về mấy anh ghép lại ha, dựng lại. Rồi mã số cuối cùng là mã số 25. Rồi 25. 25 em có một lô nhỏ nhỏ mini bao nhiêu luôn. Cây đây em? À, lô này nó là 22 cây. Rồi 22 cây. Hoành là từ 8 tới 12. Rồi hoành 8 tới 12 ha. Rồi cái gì mình nghĩa đế nha. Thì lô này thì em để 22 cây em để giá là 2 triệu bao ship luôn nha. Rồi, 22 cây mà có 2 triệu thôi. Giá yêu thương luôn ha, đế đẹp đẹp. Đế là tùy theo mỗi cây mỗi dáng, cây nào nó cũng giá khác nhau. Quái cũng có. Có cây ngoài kia thì 2 cây mà nó nằm sát gốc. Là 22 cây 2 triệu nha cả nhà. Hoành 8 tới 12. Hết đó em. Dạ. Rồi, cuối clip, rồi, cuối clip em mong cô chú anh chị mình xem hết clip và ủng hộ giùm em. Em chân thành cảm ơn cả nhà rất là nhiều ạ. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại quý vị mình clip sau.